Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Chiều hôm nay ở trên núi khỉ V3, trời không khí rất là mát mẻ. Hiện đang có áp thấp đó các bạn, nhưng mà ở trên núi thì lúc nào cũng mát. Có hai anh chị và cháu nhỏ lên chơi nè, cho mấy con khỉ ăn. Con khỉ này dạng lắm, còn cái cu, cái con cu mà mặc áo xanh á, là cu đó đâu phải là mặt đó. Trộm làm chi rồi cho nó cứ nhảy 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 đó. Em bé, em bé. Mấy cái bạn nhỏ mà lên đây chơi là phấn khởi lắm nha các bạn, chơi tưng bừng, quậy vui vẻ, cười thích lắm, cho kỹ ăn là thích lắm luôn. Có hai ông cháu này nè, dù là lớn tuổi nhưng mà rất là thích mấy con khỉ, cho khỉ ăn. Ông bác này ông là một người rất là yêu mến thiên nhiên như các bạn. Cho khỉ ăn đây, ông cháu say mê luôn nha, cho khỉ ăn một cách say mê, phấn khởi vô cùng luôn. Những người già mà hòa mình với thiên nhiên như thế này là sống lâu lắm á nha các bạn, khỏe khoắn vô cùng luôn. Mấy con khỉ nó cũng thấy, nó cũng thích nữa, nó cứ bu lại. Nhìn bác này cho mấy con khỉ ăn là thấy rõ ràng là bác này rất là thích mấy chú khỉ nha. Mà người mà thích những con vật mà hòa mình vào thiên nhiên như thế này là sống khỏe, rất là khỏe luôn. Chỉ cần mà tâm trạng thoải mái chơi với lại thiên nhiên như mấy chú khỉ này, dễ gì mà bệnh hoạn được. Cu này là cu quậy nè, còn anh dạng như kỹ đó, anh chơi anh cho ăn anh cử quậy siêu quậy á. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Con lại đây, con sợ, con lại đây. Rồi con rồi đứng ngay đây. Tuy nhiên là có những đứa bé lên là bị con khỉ nó hù một phát là sợ luôn nha các bạn. Đôi khi mà bị hù là khóc luôn á. Đó, vậy đó. Nhưng mà cũng có những bạn chơi dạng dĩ vô cùng luôn. Đây, đây.
tối về mở YouTube coi nha, kênh núi khỉ V3 có mấy cháu trong đó luôn. Nó đang uống nước, đừng có cho. À, được luôn. Có nước được không? Dạ. Kiến lôi con. Cho nhẹ nhẹ. Nói em bé cho nhẹ nhẹ. Dục cái nó hết hồn cái nó phản ứng á. Đưa nhẹ nhẹ thì được. Các bạn thấy không? Với cái môi trường như thế này á thì người lớn tuổi, người thanh niên và tới các bé nhi đồng luôn. Mọi đủ mọi lứa tuổi đều thích với cái môi trường như thế này. Có chim chóc nha, có khỉ nha, có cây cối rộng rạp xanh tươi, khí hậu thì trong lành, rất trong lành luôn. Giờ mà kiếm một nơi mà có cái khí hậu trong lành như ở trên núi Khỉ V3 này đó, phải nói là hiếm. Thành ra là mọi người rất là thích lên đây chơi. Sau lưng, sau lưng, sau lưng, cho con sau lưng. Nó bình đẻ hai con chứ. Ôi, bà có đừng bà, bà về đưa người tự nhiên lên. Ôi. Ừ. Khóc sâu bao lời khuyên, chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao, nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài đâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, đồng sâu
tùy sầm làm sao mà trông, chưa đổ bên biết nơi nào đục trong. Rồi người ta đến theo họ hàng nối bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền, bỏ lại sau lưng vậy em ngơ ngác đứng trông theo mắt. Video của mình đến đây là kết thúc nha, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Xin chào. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không?